Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc. Lễ khởi động chiến dịch bình thường hay bất thường xóa bỏ định kiến về giới. Di sản Huế thu hút khách quốc tế cao nhất từ trước tới nay. Bộ Tài chính vừa ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc. Cụ thể, Hàn Quốc cam kết dành cho Việt Nam ưu đãi xóa bỏ thuế quan và mở hạn ngạch đối với 11.679 dòng thuế, trong đó có các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như thủy sản, tôm, cua, cá đông lạnh, đóng hộp, nông sản, hoa quả, trái cây nhiệt đới, các hàng công nghiệp như dệt may, sản phẩm cơ khí. Đối với một số mặt hàng như tỏi, gừng, mật ong, đậu đỏ, khoai lang là những mặt hàng thuế suất MFN cao từ 241 đến 420%, Hàn Quốc cam kết mở cửa thị trường, tạo lợi thế đáng kể cho Việt Nam so với các đối thủ cạnh tranh khác trong khu vực. Về phía Việt Nam, so với cam kết trong AKFTA đã cam kết tự do hóa 8.320 dòng thuế, Việt Nam cam kết bổ sung 201 mặt hàng như nguyên phụ liệu dệt may, da giày, hàng điện gia dụng, máy móc thiết bị, sản phẩm và linh kiện điện tử, dây điện, cáp điện, động cơ, linh kiện phụ tùng ô tô, một dòng xe tải trên 10 tấn, một dòng ô tô con trên 3.000cc. Việt Nam tiếp tục nằm trong top 5 các nước xuất khẩu dệt may. Đây là thông tin được Tập đoàn Dệt may Việt Nam đưa ra. Theo đó, năm 2015, xuất khẩu dệt may có thể đem về khoảng 28 tỷ đô la Mỹ, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo cơ hội để tăng thêm nguồn thu và nâng cao nguồn dự trữ ngoại tệ cho đất nước. Dự báo năm 2016, các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam tiếp tục có những tín hiệu khả quan. Xuất khẩu toàn ngành dệt may năm 2016 sẽ có thể đạt ở ngưỡng từ 29,5 đến 30 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với năm 2015 và lợi nhuận trước thuế có thể tăng 10% so với năm 2015. Dự kiến nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định và tiếp đà phát triển, hiệu quả đầu tư trong nước tiếp tục được cải thiện. Ngày 18 tháng 12 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã bất ngờ thông báo hạ lãi suất tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ đối với cá nhân về 0%. Phản ứng của thị trường trong một vài ngày qua là khá tích cực khi tỷ giá giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ đã có xu hướng giảm nhẹ. Nhiều người cũng đem đô la đi bán chứ không găm giữ nữa. Và với quyết định này của Ngân hàng Nhà nước thì cả người dân và doanh nghiệp nắm giữ đô la Mỹ sẽ không có lợi như trước. Và phản ứng này của thị trường cũng chính là mong muốn của Ngân hàng Nhà nước khi đưa ra chính sách điều hành tiền tệ, đó là chống đô la hóa và chuyển quan hệ giữa huy động cho vay đối với ngoại tệ nâng nảy sang cái quan hệ mua bán. Và để làm rõ hơn về chính sách này của Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng với cả ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và xin được cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin ông có thể giải thích rõ hơn về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước khi chuyển từ huy động cho vay sang cơ chế mua bán là như thế nào? Tôi cho rằng cái quyết định của Ngân hàng Nhà nước vừa qua là rất tích cực và rất kịp thời. Nó phản ứng một cách nhanh nhẹ khi mà Fed đã công bố cái chủ trương tăng lãi suất vừa qua. Vì chúng ta biết là cái đồng đô la nó gắn chặt với đồng Việt Nam, hay nói ngược lại là đồng Việt Nam vừa qua là gắn chặt với đồng đô la. Và trong quá trình thực hiện cái chủ trương chống đô la hóa thì nó đang được triển khai tích cực. Và cái quyết định của Fed vừa qua nó cũng có tác động đến Việt Nam. Và cái động tác của nhà nước chọn cái cách là mua đứt bán đoạn thay cho cái việc trước đây chúng ta thực hiện phổ biến là cái việc cho vay và tiền gửi ở cái ngoại tệ. Vì cái chủ trương này chúng ta nhằm ba mục đích. Một là nó thực hiện cái chủ trương chống đô la hóa. Và cái thứ hai là nó cũng khắc phục được cái tình trạng tâm lý của cái thị trường tiền tệ Việt Nam khi mà Fed có cái sự thay đổi về lãi suất. Cái thứ ba là nó cũng chuyển cái giai đoạn điều hành chính sách tiền tệ chúng ta theo một cái nhịp độ mới, theo một cái chủ trương nó đang hình thành.
tức là chúng ta hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn vào kinh tế thế giới, nhất là sau khi chúng ta đã thực hiện 31/12 là cái thị trường Đông Nam Á là một thị trường chung, và cái TPP là chúng ta đang chuẩn bị điều kiện để cho cái thực hiện năm 2017 tốt hơn. Thì đây là một cái động tác tôi cho là nó thực hiện được nhiều mục tiêu, và nó cũng thể hiện cái sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vâng, vậy thì khi đưa lãi suất về 0% như vậy thì Ngân hàng Nhà nước sẽ huy động ngoại tệ bằng cách nào ạ? Chủ yếu là chúng ta mua đứt bán đoạn, tức là cái người có đô la người ta chưa dùng đến, hoặc là người ta chưa có cái béo sử dụng thì ta bán cho ngân hàng, và khi ngân hàng họ cần thì ngân hàng lại bán lại cho họ. Nó vừa tạo cái điều kiện cho cái doanh nghiệp chủ động trong việc sử dụng đô la, thuận lợi trong việc sử dụng đô la để nhập vật tư nguyên liệu, cũng như là khi xuất khẩu cái hàng xuất khẩu của chúng ta. Và cái thứ hai là giúp cho ngân hàng chủ động cái nguồn cung cầu đô la và dự trữ đô la trong mọi tình huống. Cho nên là cái này nó chỉ có cái thuận lợi hơn là đáp ứng cái yêu cầu sử dụng ngoại tệ một cách năng động, linh hoạt, và đồng thời cũng tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại chủ động trong kinh doanh ngoại tệ của mình, và cũng góp phần cho cái việc ổn định tỷ giá một cách tốt hơn và phù hợp hơn so với thị trường thế giới, và nó cũng chống được rủi ro cho ngân hàng cũng như là cho khách hàng, kể cả xuất và nhập. Theo ông thì tại sao Ngân hàng Nhà nước lại đưa ra quyết định này vào cái thời điểm cuối năm như vậy ạ? Vì cái thời điểm cuối năm là cái thời điểm người ta cũng sử dụng nhiều cái ngoại tệ, cho nên cung cầu ngoại tệ có thể nó diễn biến nó khác các cái quý trước, kể cả nhập vật tư nguyên liệu, kể cả nhập máy móc thiết bị để chuẩn bị cho cái sản xuất năm nay nó hoàn thành tốt, cũng như là chuẩn bị cho cái kế hoạch sản xuất năm 2016 nó được chủ động hơn. Thì cái việc đưa ra mua đứt bán đoạn trong giai đoạn này là rất tích cực, và nó cũng góp phần cho cái chính sách tiền tệ được thực hiện đúng cái chủ trương của mình, và giúp cho doanh nghiệp người ta yên tâm tự tin trong cái việc mà người ta mua bán hoặc là cung ứng đô la cho họ, và cũng giúp cho các ngân hàng thương mại người ta chủ động trong cái kinh doanh của họ. Và Ngân hàng Nhà nước thì làm cơ quan điều phối quản lý cái này, thì khi đưa ra cái chính sách này thì người ta cũng chủ động hơn trong cái việc đáp ứng cái cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Và tôi tin rằng cái giải pháp này thì nó cũng đã bắt đầu mở ra một thời kỳ mới, một thời kỳ chúng ta hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn, và nhất là những cái đối tác mà kinh doanh hoặc là thực hiện các hiệp định mới này, theo thế hệ mới này, thì nó đòi hỏi có một sự quản lý, có một sự chủ động rất là cao, mà chúng ta thì không nằm ngoài cái thị trường và cái cách chỉ đạo như thế. Và cho nên chúng ta đây là một động tác để chúng ta chuẩn bị không những về khắc phục một tâm lý và giải quyết vấn đề đô la hóa, còn có một mục tiêu là chúng ta thích ứng một cách linh hoạt hơn với cái hội nhập một cái sâu hơn, rộng hơn trong cái thế hệ mới, trong cái điều kiện mới. Tức là theo ông, cái quyết định này của Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn sẽ có tác động tốt, tích cực đến nền kinh tế của Việt Nam, đúng không ạ? Xin cảm ơn ông với những cái chia sẻ vừa rồi. Xin được tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị tiếp tục quản lý giá cước vận tải và bình ổn giá thị trường chung. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông Vận tải các địa phương, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô rà soát lại giá nhiên liệu hiện nay và giá nhiên liệu tính trong phương án giá cước so với lần kê khai liền kề trước để kê khai lại giá cước vận tải phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu. Từ đầu năm 2015 đến nay, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhiều đợt. Đây là nguyên nhân chính để cho Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai quản lý giá cước vận tải trên địa bàn, góp phần bình ổn giá thị trường chung và hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn, nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể lễ trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các bà mẹ có nhiều công hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt này, tỉnh Phú Thọ trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 366 bà mẹ, trong đó có 10 mẹ được phong tặng và 356 mẹ được truy tặng. Việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với sự cống hiến và hy sinh của các mẹ cho đất nước.
Hôm nay ngày 22 tháng 12 kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 26 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Vâng thưa quý vị, những người lính biên phòng hay còn được gọi là những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm gìn giữ cho sự yên bình trên các tuyến biên giới của Việt Nam. Hôm nay thêm một câu chuyện cũng là thêm một lần để chúng ta được hiểu hơn những khó khăn gian khổ và sự hy sinh thầm lặng của các anh đang vượt qua mỗi ngày để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Chào cơ! Chào! Quân của Việt Nam đi! Chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên. Bài quốc ca vang lên đều đặn tại bất cứ buổi sinh hoạt bản nào. Để những người dân này thuộc và hiểu nội dung cũng là quá trình. Nhiều người còn chưa nói được tiếng phổ thông. Đây cũng là lời hứa của các anh trước bà con dân bản. Tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Mỗi người dân là một người lính giữ biên cương. Càng sát dân, tình cảm đồng bào dành cho các anh càng thân thiết. Nhân dân đã cung cấp nhiều cái nguồn tin có giá trị cho bộ đội biên phòng trong cái việc đấu tranh phòng chống tội phạm, trong vấn đề an ninh nông thôn. Trong cái cuộc sống đời thường thì có những cái chuyện buồn vui thì bà con cũng đều tâm sự với mình để rồi cùng tháo gỡ, cùng giải quyết. Đấy là cái niềm vui, niềm lớn lao đối với cán bộ biên phòng tăng cường như chúng tôi. 26 năm cắm bản, một năm một tháng phép về thăm gia đình. Có năm vì tình hình biên giới phức tạp, các anh cũng không về được. Nơi biên giới thì bố cũng không biết nói gì hơn. Xin gửi lời chúc vợ và cũng như chúc người thân, hai con luôn luôn tin tưởng ở bố. Hãy hãnh diện vì bố là những người luôn luôn theo dõi, giúp đỡ và giữ lòng tin, giữ niềm hạnh phúc của gia đình luôn luôn lúc nào cũng ấm áp như thường ngày của khi bố về. Biên giới, đêm cũng như ngày, vẫn có bước chân thầm lặng của các anh. Trong phần tiếp theo của bản tin, lễ khởi động chiến dịch bình thường hay bất thường, xóa bỏ định kiến về giới. Di sản Huế thu hút khách quốc tế cao nhất từ trước tới nay. Vâng thưa quý vị, 79% thanh niên thì cho rằng vai trò quan trọng nhất của phụ nữ là chăm sóc gia đình. Ở một số nơi thì tỷ lệ bé trai so với bé gái là 120/100 do quan niệm ưa thích con trai. Và để nhằm xóa bỏ định kiến về giới vẫn đang tồn tại ở Việt Nam, chiều ngày 21 tháng 12, Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã khởi động chiến dịch bình thường hay bất thường xóa bỏ định kiến về giới. Nếu chúng ta thấy thật bất thường khi nhìn một người đàn ông làm việc nhà, vậy tại sao chúng ta lại thấy rất bình thường khi nhìn những người phụ nữ phải gánh vác toàn bộ công việc gia đình? Đó là một trong những câu hỏi được nêu ra trong chiến dịch bình thường hay bất thường. Định kiến giới xuất hiện ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày, trên nhiều phương diện, sự bình thường trong vai trò của mỗi giới thực ra lại rất bất bình thường. Phụ nữ chúng ta chỉ nên trong bếp núc, phụ nữ chúng ta chỉ nên phục vụ chồng con. Tôi không phủ nhận chuyện đấy nhưng mà phải nói là chưa đủ. Đấy mới chỉ là cái trách nhiệm một phần của người phụ nữ trong gia đình thôi. Còn người phụ nữ trong xã hội thì là phải có cái suy nghĩ khác. Chiến dịch sử dụng chuỗi phim khắc họa các tình huống khi vai trò truyền thống của nam giới và nữ giới được đảo ngược để nâng cao nhận thức của người xem về các định kiến giới tiêu cực ở Việt Nam. Chúng tôi chiếu các phim ngắn để mọi người cùng thảo luận. Tiếp đó, chúng tôi mong rằng mọi người sẽ cùng đưa ra các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới. Chúng tôi có một trang Facebook, bạn có thể thấy ngay sau lưng tôi đây. Bạn có thể truy cập vào đây và đưa ra cam kết. Ví dụ như là tôi sẽ bầu cho phụ nữ trong kỳ bầu cử tới, hay tôi sẽ dạy con gái mình trở thành một nữ lãnh đạo, hoặc con trai tôi cũng sẽ làm việc nhà. Dù cam kết là lớn hay nhỏ, thì chúng cũng sẽ mang lại sự thay đổi.
Những định kiến giới tồn tại ở Việt Nam đang kìm hãm nữ giới và cả nam giới trong những khuôn mẫu nhất định, hạn chế họ trong các lĩnh vực nghề nghiệp và lựa chọn trong cuộc sống. Trong khu vực dịch vụ công tại Việt Nam, hiện chỉ có 7% lãnh đạo cao nhất của các cơ quan là nữ. Nếu chỉ 50% dân số là nam giới đóng góp sức lực, trí tuệ và 50% dân số còn lại là nữ thì bị bỏ qua, thì sẽ không thể có một đất nước bền vững. Mọi quốc gia đều cần trân trọng sự đóng góp của tất cả người dân, bất kể họ là nam hay nữ. Đây là một chương trình hay và thực sự nó cần thiết. Nó sẽ thay đổi định kiến để giúp chúng ta có một xã hội tốt hơn, không còn những định kiến hoặc là cũng không còn những cái suy nghĩ nó quá là lệch lạc về bình đẳng giới. Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách nhằm đảm bảo bình đẳng giới. Tuy nhiên, việc thực thi vẫn gặp nhiều hạn chế bởi các quan điểm truyền thống của xã hội về chuẩn mực giới. Bạn có thấy những lẽ thường tình trong xã hội sao thật bất thường? Và bạn sẽ làm gì để thay đổi thực tế đó? Ba 30% tàu khai thác cá ngừ bị lỗ trong năm nay, nguyên nhân làm năng suất khai thác của các tàu câu cá ngừ giảm được ghi nhận là do hiện tượng El Nino. Sản lượng cá ngừ đại dương cả năm nay cũng chỉ ở mức 17.500 tấn, thấp hơn từ 5-10%. Điều đáng nói chỉ có khoảng 30-40% trong số đó đủ chất lượng xuất khẩu nguyên con nên thu nhập của ngư dân năm nay cũng bị giảm sút. Trước tình hình này, hàng trăm tàu cá của ngư dân ở Bình Định, Phú Yên phải chuyển sang các nghề khai thác khác. Trước nguy cơ khả năng khai thác cá ngừ đại dương giảm sút, các chuyên gia khuyến cáo điều quan trọng lúc này là ngư dân cần đầu tư công nghệ để nâng chất lượng cá cũng đồng nghĩa nâng được giá bán của cá ngừ. Trước tác động của biến đổi khí hậu đang trở nên nghiêm trọng, yêu cầu trồng rừng có khả năng thích ứng, chống chịu được điều kiện bất lợi ngày càng trở nên cấp bách. Tại tỉnh Ninh Thuận, nơi khô hạn nhất cả nước, việc chọn giống cho rừng phòng hộ ven biển để chống sa mạc hóa và chống cát bay cát nhảy đã được chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua. Sự phát triển của hàng nghìn hecta rừng nem còn gọi là xoan chịu hạn đã bắt đầu tạo nên những thay đổi tích cực trên những đồi cát ven biển. 10 năm trước, nơi này từng là những đồi cát trắng. Thế nhưng giờ thì mọi thứ đã đổi thay. Những cánh rừng nêm xanh như thế này đã và đang được quan tâm chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt. Lúc mà trồng ra là mình phải bảo vệ. Cái lúc cái cây nhỏ, cây non đó, là rất vất vả do dê cừu bò nhiều. Thì nên coi như đến khi coi như cái cây nem này nó trưởng thành lên như thế này á thì là cũng là anh em bảo vệ rất phức tạp. Nói chung là coi như là rất cố gắng. Nói chung cái công tác bảo vệ của mình á thì phải đi tuần tra kiểm tra liên tục. Năm 1997, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận nhập 100 kg hạt giống từ Ấn Độ và 50 kg từ châu Phi để gieo ươm và tổ chức trồng tập trung với quy mô 60 hectare tại xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước. Sau 3 năm trồng thử nghiệm, khi rừng nêm có khả năng chịu hạn và phát triển tốt, ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước đã sử dụng hạt cây thu được để gieo ươm, trồng phân tán với 1.300 hecta. Chúng ta đã nhìn thấy đó, nay đã có màu xanh trên những cái thảm, coi như trước đây là coi như hoang mạc hóa. Cái thứ hai là cái mạch nước ngầm dưới này rất là tốt, tạo điều kiện cho người dân coi như là có nguồn nước để cho phục vụ cho việc chăn nuôi cũng như là sinh hoạt trong nông nghiệp. Bảo vệ rừng trồng như thế này trong điều kiện biên chế và kinh phí còn nhiều khó khăn là việc làm không hề dễ dàng. Tuy nhiên, hiệu quả rõ ràng từ cây nêm mang lại đã giúp cho ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước có được sự cộng tác tích cực của người dân địa phương. Năm nào cũng hạn hán, bây giờ nhờ trồng rừng thôi chứ bây giờ sao? Đến mùa mưa thì những cái diện tích nào mà còn trong cái chỗ mà sa mạc hóa trên cái diện tích của khu vực này thì anh em cứ hàng năm cứ quản trồng, làm sao trồng đích nó phủ kín hết một số diện tích trống đó để cho chống cát bay cát nhảy và tạo được cái vành đai rừng. Hiện ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước đã xây dựng thành công rừng giống nêm và trở thành nơi duy nhất của cả nước cung cấp giống nêm phục vụ trồng rừng. Đơn vị này cũng vừa tiếp tục trồng mới thêm 120 hecta rừng nêm và phi lao trên những đồi cát ven biển. Nhiều người tin rằng chỉ vài năm nữa những đồi cát hoang hóa này sẽ tiếp tục có những đổi thay nhờ những giống cây được cho là có khả năng phát triển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
ở nơi được mệnh danh là tiểu sa mạc như Ninh Thuận. Cố đô Huế là tài sản vô giá của quốc gia, nơi có hai di sản đã được công nhận là di sản thế giới. Trong những năm qua, việc phát triển di sản văn hóa gắn với bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản, thúc đẩy du lịch phát triển đã được địa phương và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đặc biệt chú trọng. Và con số doanh thu dự kiến 200 tỷ trong năm 2015 đã phần nào nói lên sức hấp dẫn từ các khu di sản Huế. Với hệ thống cung điện, kiến trúc nghệ thuật cung đình và vườn hoa độc đáo, cùng với sự quan tâm đầu tư tu bổ, khu di sản Đại Nội Huế luôn là điểm đến hấp dẫn của mỗi du khách khi đến Huế. Đây cũng là điểm tham quan thu hút hơn 50% tổng lượng du khách đến với các khu di sản ở Huế hàng năm. Rất tuyệt, tôi đã đi nhiều nơi. So với cung điện Bắc Kinh thì cung điện nơi đây rất tuyệt vời. Bước vào đây tôi thấy được vẻ đẹp của sự linh thiêng. Biểu tượng con rồng cho tôi ấn tượng về sự linh thiêng của cung điện. Tôi cảm thấy là một cái thành cái rất là cổ kính, như là cổ xưa. 5 năm qua, doanh thu tại khu di sản Huế có mức tăng đáng kể, từ 80 tỷ đồng năm 2010 đến 200 tỷ đồng năm 2015 với 2 triệu lượt khách. Một trong những nguyên nhân tác động tích cực đến kết quả này là nhờ nguồn đầu tư cho các điểm di tích tăng nhanh. Đặc biệt, từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm 2016, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với các hãng tàu biển lớn, mỗi tuần sẽ có một chuyến tàu đưa du khách cập cảng Chân Mây. Tôi cho rằng là kết hợp tất cả những cái chiến lược đó để thực sự biến Huế trở thành một cái điểm đến mà gần như là đối với tất cả mọi du khách, người ta cho rằng là Huế là cái hình ảnh tiêu biểu nhất của cái di sản văn hóa Việt Nam, và đến Việt Nam thì cần phải đến Huế. Thì đó là cái điểm mà chúng tôi tin tưởng rằng là cho đến thời điểm hiện tại và cũng như trong tương lai thì Huế vẫn luôn luôn là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Trong khó khăn chung của ngành du lịch, lượng khách đến Việt Nam nói chung và lưu trú tại Thừa Thiên Huế giảm, nhưng lượng khách đến cả khu di sản ở Huế năm 2015 lại tăng, đặc biệt khách quốc tế tăng 11%, cao nhất từ trước đến nay. Theo tổng hợp của Cục Di sản Văn hóa, trong số 11 di sản thế giới và di tích đặc biệt cấp quốc gia của Việt Nam, trong năm 2015, quần thể di tích Cố đô Huế đứng thứ 3 về lượng khách và doanh thu. Điều này cho thấy di sản Huế vẫn luôn hấp dẫn đối với du khách. Hiện Thừa Thiên Huế đang thực hiện chương trình ưu đãi cho du khách thăm Huế dịp cuối năm như giảm giá vé, xem các triển lãm, tiết mục, nghi thức cung đình đặc sắc, có chính sách miễn vé tham quan ở một số di tích. Tất cả những điều này sẽ là một dịp để một lần nữa quảng bá hình ảnh Huế đến với bạn bè trong nước và thế giới. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.